Thưa quý vị, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại thông báo số 102 ngày 27 tháng 3 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai kết nối dữ liệu giữa các cơ sở chữa bệnh của bốn tuyến, xã, huyện, tỉnh, trung ương và thanh toán bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội trên hệ thống mạng điện tử toàn quốc. Chiều qua tại Hải Phòng đã diễn ra lễ khai trương Cổng Giám định Bảo hiểm Y tế trực tuyến đầu tiên trên toàn quốc. Hệ thống phần mềm mới về giám định và thanh toán bảo hiểm y tế được triển khai thí điểm tại Hải Phòng từ tháng 5 năm 2015. Theo đó, tất cả dữ liệu của các cơ sở khám chữa bệnh tại Hải Phòng sẽ được kết nối liên thông và quản lý tập trung thống nhất. Bảo hiểm xã hội Hải Phòng có công cụ trực tuyến hỗ trợ cho công tác giám định, thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Cổng thông tin giám định bảo hiểm y tế có khả năng truy cập trực tuyến cùng hệ thống phân tích cảnh báo nghi vấn hồ sơ, thông tin giúp cán bộ giám định có thể thực hiện công việc thống kê, sàng lọc số liệu nhanh chóng và chính xác. Thời gian giám định hồ sơ và làm báo cáo rút ngắn nhiều lần so với trước đó. Đến nay, Hải Phòng đã thực hiện việc kết nối với 100% các cơ sở khám chữa bệnh ở các tuyến xã, huyện và tỉnh. Bảo hiểm xã hội Hải Phòng cũng đã thực hiện xong việc thanh toán, quyết toán quý 2 và tháng 7, tháng 8 của năm 2015 trên 70.000 hồ sơ. Dự kiến, bắt đầu từ tháng 10 năm 2015 việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế sẽ được triển khai trên toàn quốc